Ok, vậy là một mùa táo mới đã đến rồi và từ giờ đến cuối năm sẽ là một thời gian rất là nhộn nhịp để chúng ta so sánh, đánh giá cũng như là đưa ra rất nhiều bài review liên quan đến iPhone 16 mới. Tuy nhiên là giống như mọi năm á, thì các bạn biết là mỗi khi mà có iPhone 16 mới chúng ta có rất là nhiều tin leak khác nhau đó. Nhưng mà tin leak năm nào cũng sai, sai rất là nhiều. Nhưng các bạn thấy không ạ? Tất cả những thứ mà bọn mình đã đồn đoán từ trước đến giờ thì năm nay đều là đúng hết các bạn ơi. Và nó đúng đến khoảng 90% cơ, nên là cái số lượng leak sai nó rất là khác. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta nhìn lại những cái tin leak cũ thì các bạn biết rằng năm nay chúng ta đã có những cái điều gì nó chưa đúng hay không? Đâu là những cái dự đoán vô cùng sai lệch? Ok, tất cả những thứ mà chúng ta đã lầm tưởng về iPhone 16 mới và các dòng sản phẩm mới của chúng ta. Đầu tiên, tất cả chúng ta đã sai về Capture Button, các bạn đã đúng. Đúng thực chất là chúng ta đã đúng về việc là có thêm một cái nút Capture Button. Nhưng mà không có một chức năng nào của iPhone có tên là Capture Button cả, mà nó gọi là Camera Control. Và mình thấy đây là một cái tên hợp lý, nó sát với cái nghĩa và cái nút chức năng này có thể làm được. Với những cái trang tin leak á, thì các bạn thấy là Capture Button họ dự đoán là có thể nhấn nhẹ để lấy nét này, bấm mạnh để chụp này. Tuy nhiên là thực tế thì nó có thể di trái, di phải để zoom, cũng như là có nhiều cử chỉ hơn để giúp cho các bạn có thể sử dụng những cái như là Visual Intelligence. Và không ngờ được là cái API để điều khiển được cái nút này cũng cung cấp cho những cái nhà phát triển bên thứ ba, ví dụ như là Snapchat chẳng hạn. Và mình mong là trong tương lai sẽ có thêm cả Instagram nữa. Đó, lúc đó thì quá là tiện luôn. Thứ hai, đó chính là hoàn toàn không có thay đổi nào về cái sạc cả. Rất nhiều những cái tin đồn là năm nay chúng ta sẽ có cái sạc 40W, nhưng cuối cùng là chả có gì cả. Nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ là sạc 30W trở xuống thôi. Nhưng mà thực tế á, bao nhiêu watt hay không thì nó cũng không thực sự ảnh hưởng đến cái quy trình mà chúng ta sạc đâu. Bởi vì mỗi hãng nó đều có chuẩn sạc riêng, và họ đảm bảo là 30 phút sạc được 50% là ok rồi. Thứ ba, đó chính là màu mới trên iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Nó không xấu như chúng ta tưởng đó. Nhiều tin đồn đã cho rằng là cái màu Titan sa mạc nó xấu, nhưng mà thực tế là nó cũng sẽ chỉ như màu vàng đấy các bạn ơi. Thứ tư, hoàn toàn không có quay 8K. Đúng theo triết lý của Apple nha, họ không bao giờ mang những thứ vô dụng lên thiết bị của mình. Mình không nói quay 8K là vô dụng nha, nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà cái chuẩn 4K nó vẫn là một cái chuẩn mà nhiều nơi vẫn chưa thực sự là họ áp dụng 100% vào, thì Apple vẫn chứng minh điều ngược lại đấy. Ừ đấy, họ làm luôn hẳn một cái MV, họ làm luôn cả một cái sự kiện chỉ quay máy iPhone thôi, thì các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không ạ? Riêng về chuyện 8K thì mình nghĩ là thực sự Android họ có từ 4 năm nay rồi, nhưng mà mình thấy quay 8K trên điện thoại nó vẫn hơi vô nghĩa các bạn ạ, khi mà những cảm biến nó vẫn đang còn quá là nhỏ. Thứ năm, đó là iPhone 16 nâng cấp về camera nó nhiều hơn những thứ mà chúng ta dự đoán. Thực ra thì anh em leaker đoán đúng được cái việc là sẽ có một con ultra wide tốt hơn ở trên iPhone 16. Thế nhưng họ lại không đồn đoán được là chúng ta có thêm cả autofocus. Và với autofocus thì với cái việc lấy nét nó có thể giúp cho các bạn có thể quay phim chụp ảnh tốt hơn, nhanh hơn. Và chưa hết nha, cả hai ống kính của 16 thì đều có anti reflective lens coating, có nghĩa là cái lớp phủ chống chói chuyên để dùng điều kiện ban đêm. Đó. Thế nên là đây sẽ là một cái rất là hay để nếu như các bạn hay có cái hiện tượng là chụp đêm mà bị flare, bị phản xạ lại thì nó sẽ được chỉnh sửa tốt hơn, thì chúng ta sẽ mong chờ trong các video sắp tới các bạn nha. Ok, ngắt lời anh Ngọc một tí nhá, thì hiện tại mình đang tham khảo ở shop đăng, thì các bạn có thể trở thành người nhận thông tin mua iPhone 16 series sớm nhất Việt Nam, trả hàng ngay trong đêm với deal hấp dẫn tại shop đăng với chương trình khuyến mại siêu ưu đãi nhá, bao gồm ưu đãi giảm qua cổng thanh toán lên đến 1,6 triệu này, thu cũ đổi mới giảm thêm đến 2 triệu, hỗ trợ trả góp 0%, và đặc biệt là có ưu đãi lên đến 5 triệu luôn nhá. Bên cạnh đó thì còn nhiều mini game khác ở shop đăng nữa. Nói chung là anh em mua iPhone 16 tầm này thì có thể tham khảo shop đăng nhé. Mình sẽ để đường link ở bên dưới cho anh em tham khảo nhé. Và đó là 5 điều mà chúng ta đã sai về những cái tin leak về những chiếc điện thoại iPhone 16 mới, kèm theo những cái thứ khác, ví dụ như là Apple Watch Ultra X này là không có này, Apple Mac 2 là không có này. Thì đó là những thứ mà chúng ta đã nhầm. Đúng thật là năm nay chúng ta có những cái tin leak nó chuẩn đến bất ngờ luôn các bạn ạ. Và với những cái mà chúng ta đã dự đoán sai thế này thì mình nghĩ là cũng không có cái biên độ quá lớn đâu. Thế nên là đúng thật, chúng ta đã mong chờ dự đoán như nào thì cuối cùng nó là như vậy. Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến thêm ở phần comment ở bên dưới nhé.